các chỗ ngồi tại địa điểm thi đấu lúc này đã chật kín khán giả. Đây là các cầu thủ Indonesia sẽ bước vào trận tranh huy chương vàng. Họ toàn thắng ở những trận đấu vừa qua và chưa để thua một set đấu nào. 3 trận thắng ở vòng bảng, trong đó có cả chiến thắng 3-0 trước đội chủ nhà Campuchia và sau đó vượt qua đội tuyển Việt Nam ở vòng bán kết. Đây là cuộc tái đấu giữa Indonesia và Campuchia ở môn bóng chuyền nam. Còn đây là đội chủ nhà Campuchia. Họ vượt qua Thái Lan ở trận bán kết với tỷ số 3-2 sau một trận đấu vô cùng cảm xúc. Một trận đấu làm cho sự hưng phấn của các cầu thủ Campuchia đang ở mức cao độ khi bước vào trận chung kết này. Chắc chắn các cầu thủ của Campuchia vẫn thể hiện sự quyết tâm tối đa dù phải đối đầu với đội bóng được đánh giá mạnh hơn. Sự cổ vũ cho các khán đài từ các khán giả nhà, từ rất nhiều những động lực khác đang là nguồn động viên tinh thần rất lớn với các cầu thủ Campuchia. Đã sẵn sàng cho trận chung kết ở môn bóng chuyền nam. Trận đấu bắt đầu với tình huống phát bóng của Chanaro, cây chuyền hài bên phía Campuchia. Một pha phòng thủ khá tốt, nhưng cơ hội tấn công vẫn đang dành cho cầu thủ Indonesia, nhưng đã có một tình huống có vẻ như là chấn thương với cầu thủ số 21 của Indonesia ngay sau pha chắn bóng vừa rồi. Một tình huống tiếp đất và bị trẹo chân, một pha lật cổ chân trái của Haruyo. Từ khi khởi đầu trận đấu này, Indonesia đã gặp bất lợi với chấn thương của cầu thủ mang áo số 21. Tiếng còi đã cất lên và trọng tài xác định điểm cho các cầu thủ Indonesia. Hiệp đầu tiên của trận đấu, đội tuyển Indonesia đã buộc phải thay người một cách bất đắc dĩ. Đây là tình huống chạm lưới từ các tay chắn của Campuchia. Bóng tốt, tình huống chắn bóng thành công. Như vậy là bóng vẫn trong cuộc, nhưng đó vẫn là điểm số cho các cầu thủ Indonesia.
Hàng sau của Campuchia đã khá lúng túng và không kịp ổn định các vị trí. Đây là tình huống khi bóng đã chạm vào người của Libero bên phía đội tuyển Campuchia. Điểm đầu tiên cho cầu thủ Campuchia trong trận đấu này, Mom Kun, với một pha tấn công từ vị trí số 2. Chỉ có một cầu thủ theo chắn và đó là không đủ để ngăn chặn pha đập bóng của số 15 bên phía đội chủ nhà. Một pha đập bóng bạt chắn ra ngoài. Indonesia vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Bóng cắm hướng đến vị trí của Libero bên phía Indonesia. 2-4. Bóng của Fari Putratama, chủ công bên phía Indonesia. Không kịp, đó là pha bỏ nhỏ từ phía Vesna Vuyen. Đường truyền hai rất tốt cho Farhan Halim, cầu thủ với chiều cao 1m90. Chắn bóng tốt lần này thì hai tay chắn của Campuchia đã theo sát mũi tấn công của Farhan Halim. Điểm cho Campuchia. Việc thiếu vắng Doni Hayono với chấn thương ngay từ tình huống chắn bóng đầu tiên của trận đấu này đang khiến cho đội tuyển Indonesia mất đi một mũi nhọn tấn công mạnh mẽ. Doni Hayono, chủ công của Indonesia, là cầu thủ đang thi đấu cho một câu lạc bộ nước ngoài, đó là câu lạc bộ của Nhật Bản Nagano Sweden. Đập bóng hàng sau nhưng bóng ra ngoài, không hề chạm chắn từ các tay chắn của Indonesia.
bóng không hề chạm chắn, cách rất xa cái tay chắn của Indonesia. Tình huống tranh chấp trên lưới vẫn không qua được các tay chắn của Indonesia, rất tập trung. Một pha thiết lập chắn đôi cùng với những tình huống đọc chiến thuật rất hợp lý. Số đang là 9-4 nghiêng về phía cầu thủ Indonesia. Tấn công hàng sau và lần này thì bóng ra ngoài sau khi chạm chắn. Đổi phát bóng 5-9 cho cầu thủ Campuchia. Tiếp tục là pha tấn công hàng sau. Pha xử lý quá tốt của Saropin. Hai tình huống ghi điểm liên tiếp đến từ tay đập số 7 của Campuchia. Niza được tung vào sân thay cho Zulfikli. Sự thay đổi người bên phía cầu thủ Indonesia. Tình huống chắn bóng tốt. Đây là cơ hội để thiết lập những đường tấn công. Pha đập bóng trên chắn qua tụt Fahan Salim, cầu thủ sinh năm 2001. Phần đội tuyển Indonesia tham dự SEA Games lần này đa số là các đội bóng của Jakarta. Bóng về cuối sân, điểm cho đội chủ nhà 70. Những tình huống phối hợp tấn công cầu thủ Indonesia vẫn rất nhuần nhuyễn và hiệu quả. Những mũi tấn công đa dạng, nhiều phương án ghi điểm khác nhau. Những vị trí tấn công biên, đánh nhanh từ vị trí số 3 hay đập bóng hàng sau đều tỏ rõ sự hiệu quả. Và lúc này bóng trong sân lại là một tình huống chắn bóng tốt nữa từ đội đương kim vô địch. Có vẻ như đã có tình huống dẫm vạch. Tình huống tấn công dẫm vạch 3m của Vesna. Phát bóng quá thấp. Đó là tình huống xử lý không thành công của Hendra Kuniawan.
Một đường chuyền hai không tốt. Và đây là cơ hội cho Indonesia. Bóng chạm chắn ra ngoài. Pha tấn công của Rivan, một trong những cầu thủ nổi bật nhất tại giải đấu lần này của Indonesia. Không kịp di chuyển để bám chắn. Và đó là điểm số dành cho cầu thủ Campuchia. Vẫn rất vừa tầm. Pha di chuyển và tấn công với điểm dừng trên không, cùng với pha đập bóng cắm và rất mạnh của Canada Zumfli. Phát bóng ra ngoài. Bên phía đội hình của đội tuyển Indonesia có rất nhiều cầu thủ có khả năng tung bóng cao, nhảy phát bóng vô cùng hiệu quả. Khoảng cách 5 điểm giữa Indonesia và Campuchia lúc này vẫn là rất an toàn. Bóng cắm gần sát chân của Vesna. 16-10. Bóng lọt chắn. Điểm cho các cầu thủ Campuchia. Và cứu bóng bằng chân của cây chuyền hai bên phía Campuchia. Nhưng ngay sau đó là pha xử lý vội vàng. Tình huống xử lý vội vàng của Hendra Kuniawan. Chúng ta cùng xem lại pha cứu bóng bằng chân của Chanaro. Bóng quá tốt và đây là cơ hội tấn công cho cầu thủ Campuchia. Xử lý tuyệt vời với pha đập bóng từ vị trí số 4 của Momkun. Những đường bóng của cầu thủ Campuchia đang khiến cho các khán đài trở nên vô cùng sôi động. Pha nhảy chuyền hai của Chanaro. Hướng trái bóng đến vị trí số 4. Sau khi đội tuyển Campuchia có điểm số vừa rồi thì huấn luyện viên của Indonesia đã xin tạm dừng trận đấu để hội ý.
rất kinh nghiệm của Rivan. Bóng chạm chắn ra ngoài 17-13 và ngắt mạch lên điểm của đối phương. Bóng vẫn trong cuộc. Pha phòng thủ quá tốt của libero bên phía Indonesia. Bỏ nhỏ. Tình huống xử lý rất thông minh của Vyasna. Không phải là một pha đập bóng mạnh mẽ mà là tình huống đặt bóng ngắn vào khoảng trống phía sau hàng chắn của Indonesia. Trang thông tin chính thức của đại hội thì cho đến thời điểm này đoàn chủ nhà Campuchia đã có được 34 chiếc huy chương vàng. Đoàn Thái Lan ở vị trí thứ 2 với 22 huy chương vàng và đoàn thể thao Việt Nam ở vị trí thứ 3 với 18 huy chương vàng. Indonesia đang ở vị trí thứ 4 với 17 huy chương vàng. Sang phần sân của Indonesia. Bóng vẫn trong cuộc. Và lần này thì bóng bạt chắn và ra ngoài sân. Những tình huống phối hợp đập chồng của các thủ Campuchia. Rivan luôn thể hiện vô cùng mạnh mẽ với những pha tấn công biển. Tiếp tục là pha xử lý ở hàng sau của các cầu thủ Campuchia. 17-20. Xác định đã có tình huống chạm lưới. Cách biệt chỉ còn 2 điểm mà thôi. Và như vậy đã có sự thay đổi người. Niza được rút khỏi sân. Thay vào đó là Zulfikri. Sự thay đổi vị trí chuyền hai ngay lập tức mang lại điểm số cho các cầu thủ Indonesia.
đang chạm chắn đổi hướng rồi. Các cổ động viên Campuchia vẫn đang tràn đầy những hy vọng, cách biệt chỉ là 2 điểm mà thôi. Tốc độ cực nhanh từ pha tấn công hàng sau. Bóng đã sang phần sân của Idu của Campuchia và những cầu thủ ở hàng trên đã nhanh chóng tận dụng cơ hội này. Sau đó là tình huống phát bóng không qua lưới. Điểm số thứ 23 dành cho Indonesia. Những loạt đổi điểm liên tiếp của hai đội. Tình huống di chuyển của phụ công Campuchia ra vị trí số 2. Và đập bóng của Nimun. Những đường chuyền hay khiến cho các tay chắn của Campuchia rất khó có thể theo kịp. Đây là cơ hội để kết thúc set đấu đầu tiên. Một tình huống chắn bóng tốt từ các tay chắn của Indonesia và set đấu đầu tiên của trận chung kết đã kết thúc với phần thắng dành cho đội đương kim vô địch 25-21. Kết quả giúp cho Indonesia vươn lên dẫn trước trong trận tranh huy chương vàng.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng tiếp tục trở lại với những diễn biến của trận chung kết môn bóng chuyền nam SEA Games 32. Tiếp theo là những diễn biến của set đấu thứ hai. Tỷ số đang là 1-0 nghiêng về phía đội tuyển Indonesia trước đội chủ nhà Campuchia, sau khi họ đã vượt qua Campuchia với tỷ số 25-21 ở set đấu đầu tiên. Dù ở ngay trong những tình huống đầu tiên của trận đấu này đã có một cầu thủ của Indonesia bị lật cổ chân và không thể tiếp tục thi đấu, tuy nhiên Indonesia vẫn đủ nguồn lực, chất lượng để tiếp tục duy trì được ưu thế và đang hướng đến một kết quả tốt trong trận chung kết này. Phá tung bóng cao và nhảy phát bóng. Hơi sát lưới, nhưng đó là pha xử lý vô cùng thông minh của Rivan. Một tình huống đẩy bóng vào đúng khoảng trống ở phần sân đối thủ. Rất kinh nghiệm. Một pha xử lý lắc cổ tay cực kỳ tinh quái. Bóng bật lưới và khiến các cầu thủ của Campuchia bị giật mình. Lần này thì bóng ra ngoài. Như vậy đã có yêu cầu khiếu nại từ ban huấn luyện của Indonesia. Challenge ball in out. Ban huấn luyện của Indonesia cho rằng bóng vẫn trong sân. Và đúng là như vậy. Pha phát bóng ghi điểm trực tiếp của Farhan. Cầu phát bóng ghi điểm rất thuận lợi của Farhan Halim. Là một tình huống bóng bật lưới nữa. Phòng thủ rất tốt. Bóng vẫn trong cuộc. Điểm rơi đúng vào góc sân. Đó là sức mạnh của đội đương kim vô địch với những đường bóng chuẩn xác, không hề lung túng và cũng không hề bị dối trong những pha phối hợp. Các cầu thủ Indonesia luôn có được những cự ly và những tình huống phối hợp hiệu quả với một đội hình chặt chẽ. Cầu phát bóng của Farhan Halim đã có 4 điểm liên tiếp. Quá tốt. Bóng bật lưới. Bóng trúng vào chân một cầu thủ hàng sau của Campuchia. Những pha xử lý cực kỳ tự tin. Với những điểm số đầu tiên vừa rồi, các thủ Indonesia tỏ ra quá mạnh đối với phần còn lại. Điểm liên tiếp cho Indonesia
đến từ những tình huống tung bóng cao và nhảy phát bóng của Farhan Halim. Đập bóng hàng sau. Và đó vẫn là những pha phối hợp cực tốt của các cầu thủ Indonesia. Farhan Halim vẫn chưa dừng lại, anh chính là người tấn công hàng sau trong tình huống này. Cầu thủ sinh năm 2001 của Indonesia. Vẫn tiếp tục là điểm số cho cầu thủ Indonesia. Quá áp đảo. Chỉ với những tình huống tung bóng cao và nhảy phát bóng của Farhan Halim, các cầu thủ của Campuchia đang bị khớp trước sức ép quá lớn từ Indonesia. Và bóng đã chạm sân, lần này là pha phát bóng lỏng tay hơn. Quá kinh nghiệm. Một chuỗi lên tới 8 điểm liên tiếp từ những quả phát bóng của Farhan Halim. Cầu phát bóng dài nhất ở giải đấu này, 9 điểm rồi. Rõ là Farhan đã mệt hay chưa. Vẫn chính xác. Như vậy trọng tài xác định ra ngoài. Và cuối cùng thì chuỗi điểm của Indonesia đã dừng lại chỉ khi Farhan Halim tự phát bóng ra ngoài. Đúng vào góc sân. Điểm số thứ 10 cho Indonesia. Đập bóng chưa qua lưới, nhưng trận đấu vẫn tiếp tục. Như vậy đã có khiếu nại block touch. Đó là tình huống mà ban huấn luyện của Indonesia cho rằng bóng chạm lưới chứ chưa hề chạm tay chắn. Đó sẽ, nếu như tình huống khiếu nại thành công thì đó sẽ là lỗi bốn chuyền của Campuchia. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Đúng là bóng đã chạm lưới chứ không hề chạm tay chắn. Quyết định khiếu nại đưa ra ở thời điểm
chuẩn xác từ ban huấn luyện của Indonesia. Bóng đi thấp hơn mép lưới khá rõ ràng. Như vậy trái bóng nảy lên và chạm chắn. Đó là tình huống khiếu nại không thành công của Indonesia. Farhan Halim vẫn là người xử lý tốt những pha đập bóng hàng sau. Sức bật quá tốt của Farhan Halim. Chủ công của Indonesia đang thi đấu tuyệt vời. Như vừa rồi các trọng tài kiểm tra lại vị trí phát bóng của Indonesia. Chạm chắn ra ngoài. Pha tấn công nhanh từ vị trí số 3 của Hernada. Cách biệt 10 điểm. Phát bóng cho đội chủ nhà Campuchia. Những tình huống đổi điểm cho hai đội và khoảng cách 10 điểm làm khoảng cách rất sâu cho Indonesia. Không kịp rồi. Chỉ có Farhan Halim theo chắn. Tiếp tục là tình huống yêu cầu khiếu nại. Ngồi ở phía sau hàng ghế của các huấn luyện viên Indonesia, đó là Doni Hayono, cầu thủ đã bị chấn thương.
vệ là không chạm chắn. Lần này đó là tình huống khiếu nại thành công. Tấn công tốt từ Vesna. Việc vào đến đối với cầu thủ Campuchia đã là một thành công rất lớn. Năm ngoái tại Việt Nam thì họ giành vị trí số 3. Và năm nay một trận thắng quan trọng trước Thái Lan, một trận thắng vô cùng ấn tượng của Campuchia đã giúp họ bước vào trận tranh huy chương vàng. Tiếp tục là một tình huống khiếu nại, lần này là từ ban huấn luyện của đội tuyển Campuchia. Vẫn chớm vạch. Và phát bóng ghi điểm của Menglai. Từ hàng sau, điểm cho các cầu thủ Campuchia. Bóng đá lọt sang phần sân của đội chủ nhà. Tiếp theo sẽ là cầu phát bóng của Farhan Halim. Hẳn là chúng ta còn nhớ cầu phát bóng dài nhất trong các trận đấu vừa qua. Đó chính là cầu phát bóng của Halim với 9 điểm liên tiếp kể từ đầu set đấu này. Pha tấn công lách chắn dọc biên tuyệt vời. Vẫn là Farhan Halim. Quá tốt, những pha phát bóng sức mạnh, độ chính xác cũng như góc độ cũng đều là tuyệt vời. Bóng trong sân, độ chính xác quá cao, không thể chê vào đâu được. 19-7. Ừ.
chạm lưới rồi. Cầu thủ số 6 của Campuchia sau pha nhảy lên vừa rồi đã để chạm lưới. Narit là người đã chạm lưới khá rõ ràng. Lần này thì bóng ra ngoài. Có lẽ Farhan Halim cũng đã chán việc phải phát bóng liên tiếp rồi. 28. Rất bình tĩnh. Pha xử lý nhẹ nhàng của Rivan, cầu thủ thi đấu với sự tinh quái trong những pha xử lý của mình. Điểm nữa cho các cầu thủ Campuchia. Các khán giả của Campuchia có lẽ cũng không cần quan tâm đến tỷ số vào lúc này nữa. Việc có mặt trong trận chung kết cũng đã là một thành công đáng khen ngợi của các tuyển thủ bóng chuyền nam của nước chủ nhà. Chắn bóng ra ngoài. 22-10. Đập bóng chạm mép lưới. Thêm tình huống chạm chắn ra ngoài nữa. Và cơ hội để kết thúc set đấu thứ hai đã đến với các cầu thủ Indonesia. Và như vậy 25-10 là điểm số trong set đấu thứ hai này. Một tỷ số quá cách biệt dành cho các tuyển thủ Indonesia.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng trở lại với những diễn biến của trận chung kết ở môn bóng chuyền nam SEA Games 32, trận tranh huy chương vàng giữa Indonesia và đội chủ nhà Campuchia. Tỷ số đang là 2-0 nghiêng về phía Indonesia trong trận chung kết này, với một thế trận áp đảo đã thiết lập trong set đấu thứ hai vừa qua. Lại là một pha đặt bóng về góc sân cực kỳ chính xác của Revan. Tầm quan sát, sự phán đoán và pha xử lý cực kỳ khéo léo của Revan. Điểm cho các cầu thủ Campuchia 2-2. Bóng của Fari Putratama. Rất bình tĩnh. Vẫn là những tình huống phối hợp tấn công với rất nhiều các phương án của các cầu thủ Indonesia. Chỉ có một cầu thủ kịp theo chắn. Đập bóng tốt. Tỷ số rút ngắn xuống còn 3-4. Đổi phát bóng cho Indonesia 5-3. Cầu thủ Indonesia đang hướng đến chiếc huy chương vàng thứ 12 của mình tại các kỳ đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á. Đập bóng ra ngoài không hề chạm chắn. Là Rivan. Lần này là tình huống tấn công từ hàng sau. Trong những kỳ đại hội vừa qua với môn bóng chuyền nam, những thành công
của Indonesia là không phải bàn cãi. Và thậm chí họ chưa từng bị ào khỏi top 4. Chỉ có 2 lần duy nhất Indonesia đứng ở vị trí thứ 4 mà thôi. Còn lại đều là những kỳ đại hội mà đội tuyển bóng chuyền nam của Indonesia có huy chương. Và trong đó là 11 huy chương vàng. Họ đang hướng đến chiếc huy chương vàng thứ 12. Các cầu thủ Indonesia ra hiệu rằng không cần phải sử dụng quyền khiếu nại. Bóng vẫn trong cuộc, đường chuyền của Chanaro. Tất cả đều mờ nhạt trước những pha ghi điểm của các cầu thủ Indonesia. Kịp cứu bóng và tấn công từ đường chuyền hai. Tình huống xử lý của Chanaro, đó là một trong những đường bóng bất ngờ mà cây chuyền hai của đội tuyển Campuchia đã thể hiện. Đường chuyền hai đánh lừa hoàn toàn các tay chắn của Campuchia. Tuyệt vời của libero bên phía Indonesia. Tất cả các hàng tuyến của Indonesia đều rất ổn định, từ tấn công chuyền hai cho đến những tình huống phòng thủ hay bước một ở hàng sau. Cả những tình huống lót chắn của Indonesia cũng luôn ăn khớp và có cự ly đội hình vô cùng hợp lý. Và phát bóng của Farhan Halim. Điểm cho các cầu thủ Indonesia. Không khí vô cùng thoải mái. Đã có tình huống chạm lưới của các tay chắn bên phía Campuchia. Cầu phát bóng không thể tốt hơn từ Farhan Halim. Xét 1, xét 2 hay xét 3 cũng vậy. Những pha tung bóng cao nhảy phát bóng của cầu thủ mang áo số 14 bên phía Indonesia luôn mang đến những sự đột biến.
huống tấn công nhanh. Những pha phối hợp của các cầu thủ Indonesia khiến đối phương không biết đường nào mà lần, rất khó để có thể phán đoán trước những pha tấn công đa dạng với nhiều mũi nhọn từ các cầu thủ Indonesia. Bóng vẫn trong cuộc. Đường chuyền hai sau đầu rất vừa tầm cho Rivan. Một điểm nữa cho các cầu thủ chủ nhà. 85. Chạm vào chân của libero bên phía đội tuyển Campuchia. 16-8. Đổi phát bóng cho đội chủ nhà. 9-16. Đẳng cấp của cầu thủ Indonesia đã hoàn toàn áp đảo đối thủ. Đây cũng là trận chung kết đầu tiên ở môn bóng chuyền nam của Campuchia. Và chính vì vậy, sức ép cũng như đối thủ của họ cũng đã khiến cho đội chủ nhà không phát huy được hết khả năng của mình. Có những tình huống mà các cầu thủ Campuchia có thể làm tốt hơn. Tuy nhiên, trình độ và đẳng cấp của Indonesia vẫn là một thứ gì đó vô cùng khác biệt. Bóng ra ngoài. Điểm cho các cầu thủ Campuchia. 10-17. Đúng vào góc sân. Pha đập bóng quá tốt.
chuỗi thành công dài nhất của các cầu thủ Indonesia, đó là 4 chiếc huy chương vàng liên tiếp. Và với SEA Games lần này thì họ đang hướng đến chiếc huy chương vàng thứ 3 liên tiếp sau thành công ở Philippines vào năm 2019 và năm ngoái tại Việt Nam. Giang co chắn bóng ra ngoài và điểm cho các cầu thủ Campuchia. Điểm số thứ 20 rồi. Và cho đến thời điểm này vẫn chưa có đội bóng nào có thể thắng được Indonesia dù chỉ là một set đấu. Đập bóng hàng sau. 13-20. Bóng dài rồi. Điểm rơi bên ngoài sân. Có những dấu hiệu phần nào đó chủ quan từ các cầu thủ Indonesia và ngay lập tức huấn luyện viên của Indonesia đã xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Lần này thì bóng cắm vạch 3 mét. Và phối hợp đập chồng của cầu thủ Campuchia tuy nhiên đã có và chạm lưới. Dường như đó là pha chạm lưới của Chanaro. Phát bóng ra ngoài. 15-22. Vẫn là khoảng cách 7 điểm. Trong khi Indonesia chỉ cần 3 điểm nữa để kết thúc trận chung kết. Điểm số thứ 23.
0-0 vượt qua được các tay chắn của Indonesia. Và đây là Championship Point 24-15, và cơ hội để giành vàng đang nằm trong tay của các cầu thủ Indonesia. Khó có thể khác được với những gì mà họ đã thể hiện vào lúc này. Và đó là pha chắn bóng tốt của các cầu thủ Indonesia, đồng nghĩa với chiếc huy chương vàng trong kỳ đại hội lần này ở môn bóng chuyền nam đã thuộc về đội đương kim vô địch. Họ đã bảo vệ thành công chiếc huy chương vàng, đồng thời là chiếc huy chương vàng thứ 12 trong các kỳ đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á, và là chiếc huy chương vàng thứ 3 liên tiếp ở môn bóng chuyền nam cho Indonesia. Đội bóng đang nằm trong top 4 những đội mạnh của châu Á, tiếp tục thể hiện đẳng cấp vượt trội ở nội dung này. Một giải đấu mà các cầu thủ Indonesia không để thua một trận đấu nào, và thậm chí không có một đội bóng nào có thể thắng được Indonesia một set cả. Đều là những chiến thắng với tỷ số 3-0. Indonesia khởi đầu vòng bảng với chiến thắng 3-0 trước Philippines, sau đó vượt qua Singapore và giành chiến thắng trước Campuchia trong lượt trận cuối của bảng A. Ở vòng bán kết thì các cầu thủ Indonesia cũng có được những kết quả tương tự khi vượt qua Việt Nam với tỷ số 3-0. Và giờ là trận chung kết gặp lại đội tuyển Campuchia. Họ cũng kết thúc trận đấu với tỷ số 3-0.